mình đã ráp được một chiếc xe gì vừa vừa cẩu vừa xúc, nhìn rất là lạ luôn, rất là hay này các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ cho cái xe cứu hỏa poly này đi làm nhiệm vụ chữa cháy nha, đi thôi nào. Vậy là cái xe này bị hư rồi nha, xe này bị mất bánh xe và đang phải nhờ bốn bạn xe khủng long bé này để chở đi đấy. Ok, vậy bây giờ mình sẽ hỗ trợ mấy cái xe này chạy qua nhà anh Đường Húc để sửa chữa nó nha, đi thôi. Đi thế nào, win. Ok các bạn nha, hôm nay mình rảnh rỗi chúng ta này bắt đầu đi tìm kiếm những chiếc xe đồ chơi nha. Rồi, let's go nào, đi thôi. Win. Wow, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe gì này? Wow, đây có một chiếc xe bị hư nha. Đây, có một chiếc xe đã bị tháo rời cái phần đầu xúc này các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ ráp cho cái xe này xem nó là xe gì nhá. Đây, chúng ta sẽ ráp cái đầu xúc màu vàng này vào đây nha. Ok luôn rồi các bạn ơi. Wow, rất là ngon luôn. Đây, mình đã ráp xong một chiếc xe. Xe này là xe cẩu múc cát các bạn ạ. Wow, xe cẩu múc cát này. Có cái cabin màu đỏ này, nhìn ngầu chưa? Đây, phần cầu xúc thì màu vàng nha. Rồi, cho xe cẩu múc cát chạy thôi. Win. Wow, đây các bạn ơi, phía sau đây còn một chiếc xe. Xe gì đây? Một chiếc xe, xe ben khủng long. Wow, nhìn rất là ngầu luôn. Xe này thì đang chở rất là nhiều bánh xe này các bạn ơi. Rồi, chắc là đang là giao hàng cho anh Đường Húc đấy. Rồi ok, bây giờ mình cũng tiện đường mình sẽ lái cái xe này qua nhà anh Húc luôn nha. Đi thôi. Win. Ui các bạn ơi, mình vừa húc phải một cái xe chở thú này. Đây, một chiếc xe khủng long chở thú. Đây, đang chở một con khủng long T-Rex màu đỏ này các bạn ơi. Wow, nhưng mà cái xe này sao rất là lạ nhé các bạn ơi. Này, ôi xe này không có bánh xe mà lại là có hai cái xe chở thú khủng long nhỏ xíu. Bên này xem nào. Ui, bên này cũng hai cái bánh xe các bạn ạ. Vậy là cái xe này bị hư rồi nha. Xe này bị mất bánh xe và đang phải nhờ bốn bạn xe khủng long bé này để chở đi đấy. Ok, vậy bây giờ mình sẽ hỗ trợ mấy cái xe này chạy qua nhà anh Đường Húc để sửa chữa nó nha, đi thôi. Đi thế nào? Win. Wow, tới rồi các bạn ơi. Đây, tới rồi nhưng mà cái xe nó bị lật nhào luôn đây. Đây, cái xe này đang chở bánh xe này. Bây giờ mình sẽ chở qua nhà anh Đờ Húc để sửa chữa cái xe chở thú kia nha. Đi thế nào? Win. Rồi, xuống hàng thôi. Ok đây này các bạn ơi. Đây, có đủ 4 cái bánh xe rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ sửa chữa cho cái xe chở thú này. Đây, bây giờ mình sẽ ráp cái bánh xe phía sau nhá. Ok nào, gắn thôi. Gắn thôi nào. Wow. Rồi, tiếp theo là một cái bánh xe phía trước. Gắn thôi nào. Ok rồi này các bạn ơi. Đây, mình đã sửa chữa xong một chiếc xe khủng long chở thú. Wow, cái xe này có cái đầu nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Đây, rất là đẹp luôn này. Đây, xe này có màu xanh nha. Màu xanh rất đẹp luôn. Ok, có cái chuồng thú rất là to luôn này. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái xe này xem nó đã ngon chưa nha. Wow, lên đường thôi. Win. Rồi, các bạn ơi, hôm nay nhà anh Đường Húc này còn rất là nhiều những chiếc xe mà đang sửa chữa chưa xong. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng giúp anh ấy sửa chữa những chiếc xe này nha. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ sửa chiếc này trước đi. Đây, một chiếc xe gì đây? Wow, xe này có cái ghế này. Ui, xe mui trần rất là hay luôn này các bạn ơi. Wow, xe này mà ngồi đi chơi thì hơi bị mát đấy. Ok, nhưng mà không biết là cái xe này là cái xe gì. Wow, đây có một cái phần màu đỏ này các bạn. Đây có quả lu nha. Bây giờ mình sẽ ráp thử cho cái xe này nha. Rồi, ráp thế nào. Wow, được luôn rồi này các bạn ơi. Mình đã đáp xong một chiếc xe lu nha. Nhìn rất là đẹp luôn này. Xe này thì có quả lu màu đỏ nha. Rất là to luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó đi lu đường xem thế nào nha. Wow, xe này lu đường rất là ngon luôn này các bạn ơi. Đây, rất là ngon nha. Đây, còn một cái xe gì này các bạn ơi. Xe này cũng đang bị hư luôn. Đây có một cái đây có một cái cần cẩu nha. Cần cẩu này là có cái số gì đấy các bạn ơi. Đây là cái số 30.000 kg. Wow, 30 tấn các bạn ạ. Cần cẩu này tải được 30 tấn nha. Rất là khỏe đấy. Đây, còn cái gì nữa đây? Đây là phần gầu xúc các bạn ơi. Wow, gầu xúc này. Đây, đây là một cái xe.
Cái xe này thì không biết là xe gì nhá. Bây giờ mình sẽ dùng hai cái bộ phận này, hai chi tiết này mình ráp vào đây. Ok. Đây, đầu tiên mình sẽ ráp cái cần cầu trước nha các bạn ơi. Rồi, ráp cần cầu nào. Wow, ok rồi này các bạn ơi. Đây, mình đã ráp xong một cái cần cầu cho cái xe này nha. Rồi, bây giờ còn cái cầu xúc này. Ok, cầu xúc ráp luôn vào đây nhá. Rồi, ráp vào đây nào các bạn ơi. Wow, ok luôn này. Đây, ui, một chiếc xe gì này. Mình đã ráp được một chiếc xe gì vừa cẩu vừa xúc, nhìn rất là lạ luôn. Rất là hay này các bạn ơi. Đây, xe hai nhiệm vụ nha. Đây, đầu cẩu này, đầu xúc này. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cái cần cẩu này nha. Để mình cẩu thử cái xe khủng long này xem có được không nha các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cẩu cái này nha. Móc cẩu vào đây. Rồi, ok, rồi, cẩu lên nào. Wow, cẩu lên, ui, hay quá các bạn ơi. Cái xe này cẩu rất là khỏe luôn này. Ui, cẩu cái xe khủng long này lên luôn. Ok, rồi. Rồi, nhưng mà mình phát hiện ra cái xe này còn đang thiếu cái bộ phận gì này. À, ok, ok, để mình tìm xem nào. Ui, đây này. Đây mình thấy có một cái bồn trộn bê tông nha. Rồi, mình sẽ ráp thử cho cái xe này nữa nha. Ráp luôn, ráp luôn. Wow, đúng rồi này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông khủng long. Đây, trộn bê tông khủng long. Bắt đầu khủng long này. Đây là cái bồn trộn bê tông nha. Đây, quay trộn bê tông rất là ngon luôn. Ok. Rồi, cho xe trộn bê tông chạy luôn thế nào. Win win. Win 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 win. Tiếp tục đi chơi thế nào các bạn ơi. Đi thôi. Win win. Win 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 win. Win 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 win. Wow, các bạn ơi. Mình phát hiện ở đây có 3 cái xe đang là nghỉ này. Và wow, 3 chiếc xe rất là to luôn. Ui, đây là chiếc xe gì đây? Một chiếc xe gì mà có màu xanh dương, màu vàng này, màu đỏ này, rất là đẹp luôn. Nhưng mà hình như đang thiếu bộ phận các bạn ạ. Wow, đây cũng là một cái bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp cho cái xe này luôn nha. Ráp cái bồn này vào. Ok rồi này các bạn ơi. Đây, chính xác là một chiếc xe trộn bê tông nha. Ôi, nhìn rất là đẹp luôn. Cái bồn này rất là to nha. Để xem nào. Đây, bên này mình thấy có một cái phần điều khiển này. Ok, để mình sẽ xoay thử xem nhé. Wow, 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 hay quá các bạn ơi. À, đây là cái điều khiển để trộn bê tông này. Cho cái bồn nó xoay này, hay chưa, hay chưa. Wow, rất là xịn nhé các bạn ơi. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái xe này chạy luôn nha. Win, 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 win. Ở đây thì còn hai cái xe này các bạn ơi. À, đây là hai cái xe poly nha. Đây là một chiếc xe poly cứu hỏa. Còn đây là một chiếc xe gì đây? Poly cảnh sát xe tải nha. Wow, rất là đẹp luôn. Xe này thì có cái gì đây? Wow, đây là một chiếc bồn nước này các bạn ơi. À, đang chở một cái bồn nước rất là to luôn. Wow, phía sau này có rất là nhiều ống nước này. Và ống nước để chữa cháy đấy các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ cho cái xe cứu hỏa Poly này đi làm nhiệm vụ chữa cháy nha. Đi thôi nào. Win 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 win. Đây là một chiếc xe poly tải các bạn ạ. Poly cảnh sát. Cảnh sát nha. Đây có chữ police này. Police car này. Wow, nhưng mà nó là dòng xe cảnh sát, xe tải cảnh sát nha. Wow, có thùng tải này rất to luôn này. Để mình mở thử cái nắp này nha. Wow, wow. Wow, mở được luôn này các bạn ơi. Ui, cái thùng xe tải này rất là to luôn. Đây, cho xe poly cảnh sát xe tải này chạy luôn nha. Đi thôi nào. Win win. 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 Win win.